được đổi tên theo quyết định số 1833 QĐUBNG ngày 6 tháng 8 2010 của chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A năm học 2023-2024. Thường có 2 điểm tổng số học sinh từ lớp 1 đến lớp 5, 209 học sinh với 8 lớp, để tăng cường góp phần nâng cao giáo dục thể chất, thẩm mỹ và nghệ thuật trong trường tiểu học, đa dạng các hoạt động giáo dục, thiết thực góp phần làm phong phú nội dung và hình thức hoạt động giáo dục của các đơn vị trường học trong công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Hôm nay trường tiểu học Nguyễn Trung Trực tham gia hội thi vũ điệu tân trường với tiết mục gồm 2 bài hát. Đây là một năm của đảng Việt Nam ơi, sáng tác Mộng Lâu Mai Bella cho các bạn đội viên khối 4 năm trình bày. Sau đây là thi diễn của đơn vị trường tiểu học Nguyễn Trung Trực. Xin được phép bắt đầu. Từng hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.